Đây, hiện tại là anh em mình đã đến Than Uyên của tỉnh huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu nha mọi người. Đây, ở đây có một cái khu chợ không lớn lắm, nhưng mà thím chung vào là đợt trước đến thì cũng có rất là nhiều anh em ở đây mua ủng hộ đúa tre với chẩm chéo, nên là anh em mình sẽ nghỉ ở đây và tí là mình sẽ quay một ít cảnh chợ Than Uyên nha mọi người. Đây, hành trình đúa tre đến người tiêu dùng cũng khá là công phu, vất vả, đúa cái. Đây là ở đầu cầu nha mọi người, cầu Nà Cang, chuẩn bị vào khu chợ Than Uyên, chợ ở đằng kia mọi người. Dọc hai bên đường bán hàng thịt. Đây, đây có bà con đi bán đồ, bán rau. Đó. Bác Khải Trương, biết tiếng Thái không? À, đây này, các anh ở dân tộc Hơ Mông xuống bán gừng. Ô, nhiều loại đố phê nhỉ, đố xanh à? Chắc ở trên này nó lạnh hơn. Đây, hàng thịt này mọi người. Đây là ngược về hướng Sơn La, Hà Nội. Ở đằng sau này đọc bản nha mọi người. Đây, thị trấn Than Uyên này mọi người, bán đồ thổ cẩm nhé. Con chào bà nhá. Mày tại chỗ luôn à bà? Máy luôn mà. Máy luôn à? À chắc, chỗ này chắc là uống nước. Bên xe khách mọi người. Bán đồ dân tộc. Dọc hai bên đường bán nhiều đồ hoa quả, rau củ quả các loại mọi người. Vâng ạ. Đây bánh gì đây bà? Cái bánh tẻ đấy bà. À bánh tẻ ạ. Vâng. Nhìn nó lạ lạ chút thôi. Tí con ủng hộ sau bà nhá. Con vào chơi ở trong chợ đấy. Bán được không Trung ơi? Hả? Bán được ít à? Vào trong chợ chơi đi. Này chú ơi. Bây giờ vào trong chợ xem nha mọi người nhé. Khu bán quần áo. Giờ này trong chợ có vẻ yên ắng quá. Mua gì không anh ơi? Không ạ.
Bên này thì toàn bán đồ gia vị các thứ của Tây Bắc nha mọi người. Đà Nẵng này mọi người. Còn mắc khén. Mắc khén hạt dổi nhỉ. Bác toàn bán đồ Tây Bắc bác nhỉ. Đấy, chuối rừng, táo khô, táo mèo khô đúng không? Vâng. Đây, măng này, măng khô này mọi người. Đồ Tây Bắc rất là nhiều ở cái chợ Than Uyên này mọi người. Cháu đi chơi bà. Vâng. Quà gì đây? Đây, bên này đã dàn hàng gia dụng. Nói chung là chợ này rất là rộng mọi người. Phân vùng rất là rõ ràng luôn. Trên kia là đường rồi. Dao mọi người. Rồi bên này bên hàng thịt nha mọi người. Bên này quần áo giày dép. Vâng, em đi chơi. Vâng. Rau củ quả đây mọi người. Bác đi qua xe chất quá mọi người. Đà Nẵng, đồ Tây Bắc nha mọi người. Đồ ngâm triệu. Đồ ngâm triệu. Kia măng chua, cái kia măng khô. Măng chua khô này. Đây là muối ớt để chấm quả chua. Ốc mọi người ạ. Ếch nuôi à chị? Ếch nuôi à đây? À vâng. Ui con lươn to thế. À. Cá sông nha mọi người. 10.000 một đôi. Tép. Táo mèo nha bạn. Ô táo mèo quả to thế này. Quá quả to luôn này. Vâng. Mắc khén. À, cân 25.000 mọi người. Mắc khén này. Mắc khén này, mắc khén quả to. Loại này là quả to. Có một loại nữa quả bé hơn chị ạ. Vâng. Toàn bán đồ ấy. Trung ơi ăn quả Maxim không? Ê, hả? Quả Maxim không? Quả Maxim không? Quả Maxim ấy. À. Sắn này. Hồi xưa mới có loại ở trên bản Mông của mình mới có loại sắn đỏ này thôi chứ ở dưới này không có nữa rồi. Táo mèo.
Ơi, chào Than Uyên anh em, mình lại đến Tân Uyên nha mọi người nhá. Tân Uyên Lai Châu. Đây, giờ anh em mình đã đến chợ Mường Than nha mọi người nhá. Mường Than Lai Châu. Xã Mường Than. Đây, ở đây có một trường học này mọi người. Cá nướng này, vịt quay, quay. Đây, vào trong chợ xem nhá mọi người nhá. Chợ này ít người quá, chợ này. Bà, ở trong này bán toàn rau củ quả. Ở bên kia có hai hàng thịt kìa mọi người. Anh em mình sẽ ăn cơm hiền cơm ở Tân Uyên nhé mọi người nhé. Để tí chiều tiếp tục lên thành phố Lai Châu. Đây quấy thị trấn Tân Uyên rồi nhỉ. Riêng anh em bọn mình ấy, thì ăn cơm nó phải có chẩm chéo này ăn mới ngon. Cảm ơn. Đây anh em mình thì ăn mấy món này thôi mọi người. Cho nhiều tí chấm mới sướng. Được rồi, đủ nước rồi. Chấm chẩm chéo chứ. Đây có tí có thịt ba chỉ luộc mà. Phải chấm chẩm chéo chứ, ngon. Nước thì mình cứ cho đủ tầm chấm thôi mọi người. Chưa đủ nhưng mà vẫn ăn thôi, cứ ăn thôi anh em mình ăn thôi. Thôi còn một món nữa mà, món bà chỉ nữa tí mà, mời nhá. Đói nên ăn ngon. Thôi mời nhá. Đúng rồi. Ngon quá mừng. Rau gì đây? Ào bình lá lách đi ba. Hôm bữa trưa này ăn lòng xào dưa. Rồi đấy. Tắm nước phèo. Thêm một nước vào. Mời nha. Ngon đúng không? Thêm nước à? Tắm nước chẩm chéo. Tắm chẩm chéo luôn à? Tắm đi, ai cũng tắm chẩm chéo đi. Thím Trung cũng ăn được nhiều ớt phết nhỉ? Cái này nó ngon chứ.
Đá ở trên kia không có tí cây nào nhỉ. Chào anh em. 5 giờ chiều anh em ạ. Anh em mình đã có mặt tại thành phố Lai Châu nha mọi người nhá. Giờ đi ngắm quang cảnh Đai Dài một tí.